священную площадь. Всегда. Хочу сказать... Kể cả dưới thời ông Lukashenko hay những người khác sau đó nắm quyền thì quan hệ với Cộng hòa Liên bang Nga vẫn là chiến lược. Và lúc đó thì Belarus sẽ chuyển hướng đối ngoại 100%, sẽ trở thành đồng minh của Mỹ, của châu Âu. Và cái quan điểm về cuộc chiến Ukraine cũng sẽ thay đổi.